trực tiếp U20 Việt Nam với U20 Timor-Leste nhận định trước trận, U20 Việt Nam bị làm khó trước giờ bóng lăn, quyết tâm giữ ngôi đầu. U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại U20 châu Á năm 2023 thuận lợi khi đánh bại U20 Hồng Kông với tỷ số đậm 5-1, tạm dẫn đầu bảng F sau lượt trận đầu tiên. Đây là một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam thể hiện sức mạnh áp đảo, dồn ép đối thủ suốt 90 phút và dứt điểm đặc biệt hiệu quả. Nguyên cục Việt cùng với các đồng đội không còn phung phí cơ hội, thay vào đó là các cầu thủ đã chất chiêu tốt những tình huống làm bàn, có thể sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong khả năng. U20 Việt Nam đang hoàn thiện dần sau những trận đấu. Kinh nghiệm tích lũy từ giải U19 Đông Nam Á hay là U19 quốc tế giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam xây dựng được một bộ khung chất lượng và ổn định. Trong trận gặp U20 Hồng Kông, U20 Việt Nam đã khoan thủng tuyến phòng ngự của đối thủ. Ở các giải pháp tấn công của đội thì cũng đã đa dạng hơn, từ đánh biên, tấn công trung lộ cho tới phản công. Khuất Văn Khang thể hiện vai trò thủ lĩnh với những pha cầm nhịp, điều tiết trận đấu hiệu quả bằng chân trái. Đinh Xuân Tiến đã lập một cú đúp bàn thắng với sức dướn tốt và lực sút cũng ổn. Hai quốc Việt Anh Tú đều khởi động tốt với những bàn thắng hay là kiến tạo. Khi mà cỗ máy tấn công vào guồng, U20 Việt Nam đủ sức để thắng đậm U20 Timor-Leste. Bóng đá trẻ U20 Timor-Leste đã tiến bộ trong những năm qua. Ở giải U23 châu Á, U23 Timor-Leste từng khiến cho U23 Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu để phân định vé vào chung kết. Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng đã phải chờ tới hiệp thứ hai mới hạ được U20 Timor-Leste. Dù vậy, điểm yếu của bóng đá trẻ Timor-Leste đó chính là sự tập trung và kỷ luật phòng ngự. Đối thủ thi đấu tương đối là ngẫu hứng, lộ ra nhiều khoảng trống khi mà dồn lên tấn công. Đây là cơ hội để U20 Việt Nam, vốn có nhiều quân bài chất lượng ở tuyến trên có thể khai thác ghi bàn. Trước chủ nhà, U20 Indo được đánh giá cao hơn hẳn, đồng Timor đã không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thua đậm với tỷ số là 0-4. Thất bại này cũng khiến cho U20 đồng Timor rơi vào vị trí bết bảng. Dù điều này có hiệu số bàn thắng là -4, nhưng mà Hồng Kông đã có được một pha lập công. Dù để thua bạc nhược trước Indo, nhưng vị huấn luyện viên Ramasamy của U20 đồng Timor vẫn đặt mục tiêu bất ngờ trước Việt Nam. Tôi nghĩ về trận đấu tiếp theo, việc cần thiết bây giờ là cần phải hồi phục. Dù sao, tôi cũng hy vọng đội có thể làm nên điều gì đó đặc biệt trước U20 Việt Nam. U20 Đông Timor vẫn đang trong giai đoạn phát triển. U20 Indo có thể thực hiện được phong độ tốt trong trận đấu này. Chúng tôi thật sự đã có những cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 và tạo ra những bước ngoặt của trận đấu. Tuy nhiên, cuối cùng Đông Timor lại bị thủng lưới trước và để thua cả trận đấu. Nếu sốc lại tinh thần sớm hơn, U20 Đông Timor đã có thể ghi bàn trong một vài tình huống phản công nguy hiểm. Khi đó, tỷ số sẽ là 2-4 hoặc là 3-4. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể làm được bất kỳ điều gì. Chúng tôi biết rõ sai lầm trong khâu phòng ngự, nhưng các bàn thua vẫn xảy ra. Việc các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có được 3 điểm, ghi 5 bàn thắng trong trận giao quân là một tín hiệu tốt. Càng vui hơn khi mà những họng súng được kỳ vọng như là Quốc Việt, Văn Khan, Xuân Tiến đều thông nóng sớm và rời sân khỏe mạnh. Điều này sẽ tạo đà tâm lý rất tốt cho lượt trận thứ 2 gặp Timor-Leste vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 9 tới. Nhưng U20 Việt Nam thì chưa thể vội mừng vì thực tế các tuyển thủ trẻ còn chưa thể làm tốt hơn. Các chân sút cần phải cải thiện hiệu quả hơn nếu mà nhìn vào số cơ hội tạo ra. Thêm vào đó, sự tập trung của hàng thủ vẫn là điều cần phải cải thiện. Không chỉ bàn thua từ chấm 11m ở phút 68 mà còn ở vài lần để lộ khoảng trống khá dễ cho U20 Hồng Kông xâm nhập vào khu cấm địa. Trong lúc vui, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam cần phải tỉnh táo với nhau rằng Hồng Kông vẫn chỉ là một đối thủ làm nóng dưới tâm và chưa thể khiến cho Việt Nam lộ ra những hạn chế tiềm tàng. Một chút pha phô diễn cá nhân hoặc là nóng lòng ghi bàn nhưng vội vã của Thanh Nhàn đã làm khá lỡ nhiều cơ hội và có những tình huống quyết định để ăn bàn của Việt Nam. Và đó là điều cần phải nên tránh. Ngày 18 tháng 9, sân vận động Gelora Bung Tomo sẽ không còn là bốn khán đài vắng lặng mà hiện nguyên hình trào lửa dữ dội với 40 cho tới là 50.000 cổ động viên cuồng nhiệt để tra tấn tinh thần. Sự nghiêm túc, nỗ lực chất chiêu và tinh thần tập thể là điều mà U20 Việt Nam cần phải siết thêm để tăng thêm sự áp lực và thắng bàn trước U20 Timor-Leste. Và phải quyết liệt như thế đã thì mới nghĩ tới việc là thắng Indo. AFC phá lệ trực tiếp giúp U20 Việt Nam đi tiếp. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Australia đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc AFC chấp nhận khôi phục suất tham dự vòng loại U20 châu Á năm 2023 cho đội tuyển của nước này. Trước đó, do ngại về biến động an ninh, nguy cơ tạo ra những xung đột và bạo lực vũ trang trong địa điểm đăng cai, nên là U20 Australia đã rút lui giải đấu. Việc U20 Australia rút lui khỏi bảng H cùng với thời điểm đó là Ấn Độ đang vướng vào lệnh cấm của FIFA, khiến cho bảng đấu này chỉ còn đội bóng Iraq và Kuwait. Điều này khiến cho cách tính kết quả cũng như là vé đi tiếp của vòng loại U20 châu Á 2023 trở nên là xáo trộn.
Tuy nhiên, AFC đã quyết định tổ chức bảng H trong một địa điểm mới, nên Liên đoàn bóng đá Australia đã chủ động hủy bỏ chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha và nộp đơn xin tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. Trân trưởng Liên đoàn bóng đá Australia thông báo, chúng tôi vui mừng xác nhận rằng khi mà tham khảo ý kiến với Liên đoàn bóng đá châu Á, Australia đã được quay trở lại góp mặt của bảng H vòng loại U20 châu Á 2023, được tổ chức tại Basra của Iraq. FIC ban đầu đã rút đội U20 khỏi vòng loại này vào ngày 25 tháng 8 vì lo ngại về an ninh và lời khuyên đi lại của chính phủ Australia. Kể từ đó, AFC đã quyết định rằng bảng H sẽ không còn được tổ chức tại Iraq và một địa điểm khác sẽ được đăng cai xác nhận sau. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 10 tới ngày 18 tháng 9, tuy nhiên các ngày này cũng sẽ thay đổi. Như vậy, cùng với việc U20 Ấn Độ bị bỏ lỡ lệnh cấm của FIFA, bảng H cũng sẽ có đầy đủ 4 đội bóng tham dự. Điều này đồng nghĩa với việc cách tính kết quả cũng như là vé đi tiếp của các bảng đấu sẽ quay trở lại như ban đầu. Tuy nhiên, U20 Việt Nam thì đang gặp vấn đề rắc rối về chuyên môn. Thành phố Surabaya, nơi tổ chức bảng F vòng loại U20 châu Á 2023, thừa nhận là phải tiếp tục khắc phục mùi hôi từ bãi rác gần sân vận động. Đây là thứ chắc chắn ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của Việt Nam. Bảng F tại U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 9 trên sân vận động Gelora Bung Tomo. Tuy nhiên, nằm sát sân vận động, đó chính là một khu rác khổng lồ của thành phố. Nơi đây luôn bốc mùi rất khó chịu khiến cho cổ động viên cầu thủ thì cảm thấy không thoải mái. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, thì FIFA và AFC đã gửi công văn tới thành phố này để xử lý mùi hôi từ bãi rác. Đích thân chỉ thị đã đưa ra cam kết. Chúng tôi cam kết tiếp tục khử mùi bãi rác tại sân vận động Gelora Bung Tomo, đặc biệt là trong trận đấu vòng loại AFC Cup năm 2022 diễn ra sắp tới, ông nói trên Time Indonesia. Dẫu vậy, trước khi mà bước vào giải, các trận đấu vẫn diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm, mùi hôi vẫn lan ra và chưa có dấu hiệu được xử lý. Trước sức ép từ báo chí và dư luận, chính quyền của thành phố Surabaya vẫn đã tiếp tục làm việc. Hôm ngày 15, thì ông Dumi Nantoro, trưởng phòng dịch vụ môi trường của Surabaya cũng đã thừa nhận là có mùi hôi xung quanh sân vận động. Chất vi sinh hữu cơ được sử dụng như là để giảm mùi rác thì đã không hiệu quả, gần như tác dụng là con số 0. Điểm ở lối ra vào thì vẫn còn hơi nặng mùi, chúng tôi sẽ thử cách khác để giúp cho trận đấu vào ngày mai diễn ra thuận lợi. Theo báo chí xứ vận đảo, tổng cộng 30.000 lít chất lỏng khử mùi đã được phun tại Benogo vào từ tháng thứ 5. Ngày 15 tháng 9, tiến trình diễn ra an toàn. Có thể là nếu rác mới đổ vào thì nó sẽ có thêm mùi. Nhưng mà lúc này thì nó đã hết mùi rồi. Hy vọng các trận đấu tại AFC Cup năm 2022 diễn ra được thành công và an toàn. Việc phải thi đấu trong một môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là các đội có trình độ cao như U20 Việt Nam hay Indonesia.